Rồi. Xin chào mấy bạn nha. Bữa nay là cắt lúa mình thì mình quay mới cắt cho mấy bạn coi được nha. Máy tới rồi. Máy tới nè nghe mấy bạn. Máy tới rồi đó. Ngồi lên máy luôn. Máy kéo lên trước. Mới cắt 105 luôn nè mấy bạn. Chẹt ép vô cho người ta qua nè mấy bạn. Bắt đầu máy đời 3 nè mấy bạn. Máy chạy dài lên đầu trên đó. Máy 105 cắt quá đã luôn. Máy chạy vô rồi nha mấy bạn. Trắng giả tôi bắt chuột quá trời luôn.
bên đó là nhà mình luôn các bạn. Cắt được bỏ ra được mấy bao lúa nè các bạn. Máy chạy lên đầu trên rồi đó. Máy đang cắt ngoài đồng nè các bạn. Dài cũng trong đó. Nước trong chảy ra luôn. Máy kéo ra luôn nha các bạn. Kéo chạy ra đó.